Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán tăng thầy lợi nha các bạn. Hôm nay mình nói về tìm số bị chia lớp 3. Thì mình bước đầu tiên mình lấy ví dụ để cho các bạn phân biệt đâu là số bị chia và nó nằm trong phép gì. Được chưa ? Ví dụ nè, có 3 que kem chia cho 2 bạn. Đây. Có 3 que kem chia cho 2 bạn. Thì bắt đầu nha các bạn nhìn nè. 3 que 1, 2, 3 chia cho 2 bạn 1, 2. Bắt đầu mình chia nè. Que thứ nhất dành cho bạn thứ nhất, que thứ hai dành cho bạn thứ hai, Còn một que. Nếu chia cho bạn thứ nhất thì bạn thứ hai không có. Nếu chia cho bạn thứ hai thì bạn thứ nhất không có. Vậy 3 chia 2 mỗi bạn được bao nhiêu ? 1 que. Và dư mấy ? Dư mấy ? Dư 1. Vậy đây được gọi là phép chia. Đây là phép chia có dư. Phép chia có dư. Được chưa ? Và số 3 nè, đứng trước cái dấu chia, người ta gọi là số bị chia. Số bị chia. Tiếp tục số 2 nè, đứng sau cái dấu chia nè, người ta gọi là số chia. 3 chia 2 được 1, người ta gọi là thương. Và đây được gọi là số dư hay là dư. Được chưa ? Vậy số bị chia nằm trong phép chia có dư thì các bạn cần có những yếu tố gì? Thứ nhất đó là số bị chia, số chia, thương và số dư. Được chưa ? Và công thức các bạn cần phải học thuộc đó là đối với phép chia có dư thì các bạn nhớ giúp mình số bị chia sẽ bằng thương nhân với số chia cộng với số dư. Các bạn hãy nhẩm 3-4-5 lần để cho học cột công thức này giúp mình. Biết chưa ? Muốn tìm số chia, ta lấy thương nhân với số chia cộng với số dư. Bắt đầu mình lấy ví dụ như x chia 3 bằng 2 dư 2. Rồi thì các bạn nhìn vào đây là phép gì ? Đây là phép chia có dư. Được chưa? Đây là số bị chia, đây là số chia và đây là thương. Vậy muốn tìm số bị chia ta lấy thương nè nhân với số chia nè cộng với số dư. Rồi thì ở đây có phép nhân và phép cộng thì các bạn làm nhân trước rồi tới cộng sau. 2 nhân 3 bằng 6, 6 cộng 2 bằng 8. Ok chưa ? Ok chưa ? Rồi tương tự về phép chia hết nha các bạn. Phép chia hết. Thì muốn tìm phép chia hết. Ví dụ như 4 chia 2 được 2 dư hay không có là dư 0. Dư 0 chính là phép chia hết hay còn gọi là không có dư. Được chưa? Thì đây là phép chia hết, đây là số bị chia, đây là số chia và đây là thương. Vậy mình sẽ có công thức liên quan về số bị chia sẽ bằng thương nhân với số chia. Hai cái công thức liên quan về số bị chia các bạn thấy khác nhau chỗ nào ? Khác nhau ở chỗ là có cộng thêm số dư nè, còn hồi này không cộng thêm số dư nè, được chưa ? Rồi vậy mình lấy ví dụ mình cho hai ví dụ, một phép chia hết và một phép chia không hết. Các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Ví dụ nè, x chia 5 bằng 7, đây là phép chia hết. B, x chia 5 bằng 10 dư 4. Rồi các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp mình. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.